Hiện nay, mã độc tống tiền tương tự như mã độc WannaCry đã lại tiếp tục xuất hiện, gây ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới. Theo cảnh báo của Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng, loại mã độc này tuy chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng nguy cơ lan truyền là rất lớn. Vì vậy, các sở ban ngành trong tỉnh cần áp dụng ngay các biện pháp phòng vệ để đối phó với loại mã độc tống tiền nguy hiểm này. Biến thể mã độc lần này có tên Bestia, còn gọi là Bedrap, không chỉ khai thác và lây lan thông qua lỗ hổng MS-17-010, mà còn có thể lây nhiễm vào máy tính đã phá lỗ hổng này thông qua công cụ WMID, công cụ có sẵn trong Windows, cho phép truy cập và thiết lập cấu hình trên các máy Windows. Công cụ BZ, công cụ cho phép truy cập vào máy tính Windows từ xa mà người dùng không biết thông qua dịch vụ SMB, và lỗ hổng CVE-2017-0199. Các lỗ hổng trên đã có bản vá, tuy nhiên có nhiều máy tính vẫn chưa cập nhật và có thể là nạn nhân của đợt tấn công lần này. Bestia có hoạt động rất khác so với các biến thể ransomware khác. Bestia khi lây nhiễm vào máy tính sẽ không mã hóa từng tập tin mà thực hiện mã hóa theo bản file master file table, chứa thông tin về tất cả các tập tin và thư mục trong phân vùng, và thay thế master boot record của máy tính bằng tập tin độc hại để hiện thông tin đòi tiền chuộc. Do vậy, máy tính người dùng sẽ không thể khởi động được khi bị nhiễm mã độc này. Một số hòm thư điện tử dùng để phát tán mã độc Bestia: wowsmith123456a@postel.net, iva76i3pr@outlook.com, camela4f@outlook.com, amanda44i8sq@outlook.com. Khi lây nhiễm máy tính có thể kết nối mạng đến một số địa chỉ 185.165.29.78, 84.200.16.242, 111.90.139.247, 95.141.115.108. Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng đề nghị các cơ quan tổ chức tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin để giảm thiểu nguy cơ từ mã độc Bestia như sau. Kiểm tra và đảm bảo các máy tính trong hệ thống mạng đã phá các bản phá bảo mật, đặc biệt là MS-17-010, CVE-2017-0199. Chặn toàn bộ kết nối liên quan đến dịch vụ SMB-445-137-138-139 từ ngoài Internet. Vô hiệu hóa WMID. Không truy cập vào các liên kết lạ, cảnh giác cao khi mở các tập tin đính kèm trong thư điện tử. Sao lưu các dữ liệu quan trọng thường xuyên vào các thiết bị lưu trữ riêng biệt. Cập nhật phần mềm diệt virus. Tắt dịch vụ SMB trên tất cả các máy trong mạng LAN nếu không cần thiết. Tạo tiệp tin C2.Windows-PFC để ngăn ngừa nhiễm ransomware. Đây là tập tin mã độc kiểm tra trước thực hiện các hành vi độc hại trên máy tính. Trong trường hợp cần thiết, liên hệ với Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng để được hỗ trợ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, chuyên viên phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0633 541 542, 0975 886 197, hoặc bà Trương Thị Thùy Nga, đội phó đội ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 0908 420 824.